nói, rót riêng cho mỗi người một chén để chấm theo ý thích. Chị hai không biết gì hết, chén con bà phải có thêm tỏi ớt cơ. Nhưng chị đâu biết thêm tỏi ớt đâu. Đừng lo, đã có thêm cái tưởng tỏi ớt mới. Không chỉ đảm bảo sức khỏe mà luôn sẵn sàng dậy lên hương vị cho các món ăn. Nước tương gỏi ớt ai pha mà ngon vậy ta? Tam Thái Tử, nước tương ngon vì sức khỏe.